chạy hao không chú? Không, từ mua tới giờ 3 năm là chưa có gì. Nói chung má này có sông hào. Mét máy mày dài dưới chú? 8. Ồ, mét 8 lận. Ê, lại là siêu nhân cao nha các bạn. À, đang sơ dậm. Sơ dậm bên Lồng Dài đó. Sơ dậm bên Lồng Dài nè, chỉ có là Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang thôi. Và hiện tại ở đây là đồng này, đồng Tân Hưng, Long An. Cái đồng ngay chân cầu Vĩnh Lợi đó các bạn. Ở đây chắc cũng có thể là xã Vĩnh Lợi luôn rồi quá. Thấy đang đi dòng bè. Đất này thì nó cũng gạ, nó cũng mụn hết trơn. Các dịch dặm mà ngâm mấy bữa nay đột phèn lên đổ hết rồi. Nói chung mấy vùng này dùng phèn nha các bạn, cho nên các làm xong rồi nổi nước lên là đổ lợm mà. Đấy, năm 2018. Mấy con này thì nói chung thì đa phần mình nghe một vài anh em có nói là người ta có ép thêm mật gam nha các bạn, cho nó cứng thêm đó, để mà mang bánh dặm. Còn cái vấn đề mà tại sao đi bánh lồng này thì mình cũng nói luôn là tùy dùng. Mấy cái dùng này ở đây là phải có bánh lồng dặm như vậy người ta mới cho vô làm. Nói chung là làm vô chăm họ đó, làm thì phải chiều theo ý khách rồi. Muốn làm thì phải mang bánh dặm đi, còn không thì thôi. Nên đeo ba tạ nha các bạn. Rồi, năm 2018 sử dụng động cơ Kubota V2403 piston 874 máy. Nó công suất thật, công suất làm việc chỉ có 48-49 thôi. Còn số 50 là số làm tròn công suất tổng. Nặng 1 tấn 490 nha các bạn. Đồng tốc là tiếng lùi đó. Cái vấn đề đồng tốc này mình nói nhiều anh em không chịu nè. Đồng tốc có nghĩa ở đây là cái vận tốc chạy tới vận tốc chạy lùi của nó tương đương với nhau, có thể nói là bằng nhau đó. Nó chênh lệch khoảng 1-2 km/h thôi. Nó tương đương bằng nhau cho nên người ta mới gọi đồng tốc tiếng lùi. Cấp số nào cũng đồng tốc với nhau hết. Một vài anh em yêu cầu đồng tốc là phải không cần đập côn nhưng mà vẫn trả lùi được, cái đó là không được nha anh em. Cái đó là máy cái nào mà như 9540 đó, nó xài thủy lực, nó xài nhớt, nó mới có cái chuyện đó. Còn đồng tốc tiếng lùi của mấy con này là phải đạp bay da, phải cho gì, phải cho ngừng hẳn máy là mới được. Đồng tốc tiếng lùi ở đây là người ta chạy tới chạy lùi nó tốc độ nó bằng nhau nó mới gọi đồng tốc, chứ không phải là đồng tốc tiếng lùi là muốn đang chạy gì muốn lùi là lùi. Giống 9540 là đâu có được, 9540 nó xài nhớ, xài thể lực không à. Ồ, bùm nó giăng rồi, né cái này có được. Đó, hồi mãi rồi đó. Ghê chưa? Má này có sông hào. Dàn sớ hãng luôn nha các bạn. Dàn này 1,5 m. Đó, còn đi dòng bìa đây qua đó nữa là tháo tháo bông sớ bìa ra đó. Trời ơi, đất nó đen kìa. Dùng đất phèn, đất nó đen thui vậy đó. Đồng tốc tiếng lùi thì chạy tới nó phải bằng vận tốc chạy lùi, ở số nào cũng vậy. Nó mới gọi đồng tốc. Mà không biết sao có một số anh em quan niệm đồng tốc là phải gặt cần là ve liền, gặt cần là chạy tới liền. Thì đó là chỉ có trên 9540 thì xài nhớ xài thể lực, còn mấy con này là phải buộc dừng hẳn mới gạt cần. Bắt đầu đảo là chạy dòng nghịch mới dậm được. Chạy dòng nghịch tháo bông sứa nói ra. Trời, cái dép ống hàng thêm khúc sắt nữa kìa. Để luôn là tháo đây. Cầu vàng này dài dữ vậy ta. Mét máy mà dài dữ vậy chú?
8. Ồ, mét 8 lận. Bông sớ còn nhiêu? Mét 4. Bánh mới bánh dặm mới mét rưỡi. Dạ. Vậy là tháo bông sớ. Tháo qua còn mét 4. Rồi dép hàng nè. Chế lại. Chế lại chứ phải hàng thêm. Mấy cái này đùi là chú để y đồ ghi, đùi ghi luôn phải không? Ghi. Có cái mặt gai mày thêm không? Không. Em xì cái đó luôn. Dạ. Để... Có cái cánh bên thấp 10 thì con nghe nói bển người ta đắp thêm mặt gam, ép thêm mặt gam cho nó. Cái này không có làm thêm gì hết. Dạ. Tính nguyên của nó luôn. Chạy hao không chú? Không, từ mua tới giờ 3 năm là chưa có gì. Nói chung là cũng do cái cách mình chạy thôi, ừ. Đúng không? Cố bền tại người mà. Xuống xịn người quá thì chạy. Dạ. Thôi, cái nạp thôi đây. Dạ. Tại nó mạnh mà. Mình nạp nó đâu chịu nổi. Dạ. Nói chung mình chạy mình phải nương theo sức máy chứ. Sợ gì cũng vậy. Con người cũng vậy. Dạ. Phải nương thôi. Sợ gì mình cũng chỉ chút là nó sẽ lâu hư thật. Dạ. Vàng này là vàng hãng luôn nè ha. Ừ, đúng rồi. Vàng đó là đá ngon đúng 45 triệu. Dạ. Vàng là riêng chứ đó. Mình vàng nghĩa đẹp nó không mấy triệu nữa. Dạ. Con thấy người ta xài vàng này nhiều. Vàng này ngon xe nó bự á. Dạ. Xài chắc hơn không? Ừ, chắc hơn. Xế khô rồi nó đỡ cái ấy rồi. Dạ. Xế khô chịu nổi. Dạ. Nó hao. Bánh này chắc băm mấy gai quá chú. Dạ. Kích chịch luôn một sức giảm. Dạ. Ồ, dạ mét 8. Dạ. Yo. Trời ơi, nó lên đen thui luôn trời. Thấy đầu chạy vòng nghịch lại các bạn dậm nè. Giờ này mét 8 nhưng mà tháo bông sớ còn lại mét 4, bánh dậm là 1,5 m để phụ bì đó. Đây chú nói chạy cũng gần 3 năm rồi đó. Nói chung là ăn thua cách chạy thôi. Nó đây đất dây đất lô thì không để mặc sức mà chạy luôn. Mà quay cũng ngán ngẩm luôn các bạn, quay một đường thì là gần cả chục phút. Vừa quay vừa chờ chứ không có quay liên tục, không có chạy theo máy kịp. Trời, bên kia vô chạc, ông chú mới nói là cũng có người là người ta sới xong rồi người ta để về người ta xạ luôn, người ta khỏi chạc khỏi gì. Tại nói chung là tùy người, cũng có người có một người kêu chạy dặm lại tác là thành hai tác dặm luôn đó. Ô này nước mênh mông luôn, bằng sức dặm. Đó, từ hồi nãy giờ mới đảo được xuống tới bên đó đó. Cũng khoảng 7-8 phút đó các bạn. Chứ không tới đâu, chắc không tới đâu. Chắc khoảng 6 phút rồi. Hai cái đèn led xuống phà hai bên này này phải có dịp gặp bắt tối mới thấy được hai cái đèn đó. Có hai cái đèn đi xuống phà im lắm. Hai cái dải led hai bên. Năm 2018 này mà lên turbo là bằng 6040 rồi. Nhưng mà máy ngon quá cho nên người ta chưa ai lên turbo, khi nào máy xuống rồi nó mới lên turbo. Vàng hãng này theo ông chú này ông nói thì nhông sên nó rồi nó chắc, nó lớn hơn. Sơ khô rồi nó cũng ngon, nó cũng bền. Đó, được vòng thứ hai rồi đó. Bắt đầu cái bánh dặm nó mới dặm lại cái lần sớ hồi nãy.
cái lần sới của dòng thứ hai. Tại vì hôm trước mình quay hai con 6040 nó chạy dòng thuận, nó cũng có một số anh em là chưa có biết vô dặm này, cho nên cũng không có hình dung được cái dặm nó ra làm sao đó. Vô dặm đó các bạn, có dáng dáng chạc luôn rồi sao, rồi nhìn nó mới đẹp đắt nè nè, thấy chưa đó, cái dòng bìa này đó. À, năm 2018 bây giờ hầu như là phải gọi là nó lướt luôn thằng 6040 nha các bạn, về số lượng cũng như là sự hiện diện á. Hồi trước là 6040 lư hết, bây giờ 2018 lư hết. Đù nạo kìa, còn chứ có nạo kìa. Đang cón liền không?